vâng uh, xin chào các anh chị và các bạn uh, trong video bài học này và một cái series uh, kéo theo thì Mr X sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái nhóm nội dung rất là quan trọng uh, ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình tình yêu thăng hoa của các cặp đôi các cặp vợ chồng uh, một cái chủ đề mà Mr X đã nói chuyện với các anh chị và các bạn trong video bài học trước đó chính là chủ đề về ngoại tình thế thì trong cái chủ đề này thì Mr X sẽ trình bày với các anh chị và các bạn rất nhiều các cái video bài học khác nhau À, cụ thể đó là à, Mr. X sẽ trình bày với các anh chị là một số những cái lý do mà phụ nữ ngoại tình, một số những cái lý do mà đàn ông sẽ ngoại tình, à, ngoại tình thì ngoại tình với ai, dấu hiệu của ngoại tình là như thế nào, nếu vợ hoặc chồng hoặc là đối tác của bạn mà ngoại tình thì bạn nên làm gì, à, các kiểu ngoại tình hiện nay. À, một cái bài học là hàn gắn hôn nhân sau ngoại tình thì như thế nào à, một cái bài học nữa biết tới cũng chia sẻ đó là làm sao để không ngoại tình hay là giảm bớt cái sự ngoại tình đúng không một cái chủ đề nữa cũng nằm trong cái mục ngoại tình đấy là tình một đêm tình một đêm là như thế nào à, tại sao phụ nữ ít khi ngoại tình hơn ở đàn ông ở việt nam đấy, nhưng mà khi phụ nữ ngoại tình thì chuyện lại rất tệ đúng không ạ và à, một cái nội dung mà trong cái nhóm bài học về ngoại tình đấy là đối phó với một người mà ngoại tình hoặc là lừa dối như thế nào và tại sao càng ngày cái tình trạng ngoại tình lại diễn ra càng phổ biến thì đấy là một số những cái bài học mà trong cái chủ đề về ngoại tình Peter sẽ trình bày với các anh chị và các bạn thế thì câu hỏi này trong cái khóa học về hạnh phúc gia đình, giữ lửa yêu thương, à, tình dục thăng hoa, à, tình yêu à, đạt đỉnh, vân vân. Thì Mr X lại nói về chủ đề ngoại tình. Chắc cái lý do mà Mr X trình bày đó là gì? Ngoại tình chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ly hôn, dẫn đến tình trạng gia đình không hạnh phúc. À, đặc biệt là người vợ thường bị tổn thương về vấn đề này. Rất là nhiều À, tất nhiên cũng có cả người chồng nữa khi mà người vợ ngoại tình và người chồng bị tổn thương khi người vợ ngoại tình hoặc là người vợ hoặc là bạn gái bị tổn thương khi người chồng hoặc là đối tác là nam của mình ngoại tình đó đây là một cái vấn đề mà tôi đánh giá là rất nhức nhối so với những cái vấn đề khác thì tôi muốn đi sâu vào vấn đề này để thứ nhất là chúng ta biết được các lý do chúng ta biết được đối tượng chúng ta biết được dấu hiệu để chúng ta có cái phương án để chúng ta có thể ngăn chặn từ xa để chúng ta có thể à, có những cái kiểm soát để chúng ta hạn chế giảm bớt cái nguy cơ đấy nó xảy ra đấy đấy là cái ý nghĩa nhân văn của cái việc này đúng không ạ thì đó chính là chủ đề về ngoại tình thì những cái nguyên nhân dẫn đến ly hôn thì tôi đã nói ngoài ngoại tình thì có tài chính có tình dục có khác biệt về quan điểm sống đúng không chiến tranh lạnh con cái rồi thì cuộc sống xa nhau bạo lực gia đình ghen tuông vân vân thì cái này chúng ta sẽ tập trung vào cái chủ đề ngoại tình với khoảng độ rất nhiều các cái bài học khác nhau nữa để chúng tôi chi tiết hóa nó ra thì đây là cái phần đầu tiên tôi giới thiệu với các anh chị và các bạn thế thì để bắt đầu thì tôi sẽ nói về à, những cái lý do mà phụ nữ ngoại tình hiện nay đúng không ạ thế thì lý do phụ nữ ngoại tình hiện nay thì có thể là à đây là dựa trên số lớn không nói chung nói riêng một ai cả nói trên số lớn thống kê đúng không thì có thể là do sự cô đơn do không tìm được cái tiếng nói chung sự đồng điệu trong tâm hồn trong cách sống cách nghĩ và không chia sẻ được với chồng đi làm về gặp những áp lực khó khăn muốn nói thì chồng không quan tâm chồng gạt đi à, mua cái gì đấy thì chồng cũng nói chồng cũng chửi à, rồi thì mặc quần áo đẹp đi ra ngoài đường cũng bị chồng đánh chồng chửi ví dụ như thế đúng không chồng coi thường về mặt hình thức coi thường cả về mặt à, tâm hồn coi thường cả về mặt nghề nghiệp rất nhiều các yếu tố coi thường hay là không đẻ được con gái không đẻ được con trai cũng như vậy chồng không thèm đến xỉa đến à, cuộc sống hàng ngày Đấy, sự ích kỷ và đam mê cá nhân của những người phụ nữ à, ví dụ như là họ có thể thích cái này thích cái khác có những người thích đi chùa có những người thích ăn chay niệm phật có những người thích à, mê tín dị đoan có những người à, thích à, theo đuổi xe phân khối lớn vân vân rất nhiều những cái sở thích cái sự đam mê mang tính chất cá nhân nó rất là đa dạng về mặt sở thích của thứ hai nữa là có thể là dị dạng nếu mà xét về những trường hợp cụ thể Đấy, hoặc là à, phụ nữ cũng có thể rơi vào trạng thái là ham muốn về tình dục một cách thái quá à, ví dụ như là cuồng dâm hay là loạn dâm hay phô dâm à, hay là à, chồng không đáp ứng được Đấy, à, cũng có thể là coi thường chồng à, cũng là một cái lý do À, khiến phụ nữ ngoại tình bởi vì là đối tác hoặc là những anh chàng ở bên ngoài thì đẹp trai hơn hấp dẫn hơn thành đạt hơn à, chiều chuộng hơn quan tâm hơn đúng không à, Bởi vì đến là lúc anh ta đang đi săn mồi mà à, thì rõ ràng là hơn cái người là người chồng của Mỹ kumi cục mình ở nhà rồi đấy hoặc là tình dục giữa hai vợ chồng thì không thỏa mãn không đủ về mặt chất cũng như không đủ về mặt lượng vâng à, ví dụ như vậy chồng của bạn là một cái nhà cung cấp dịch vụ có thể là hơi tồi hơi nghèo nàn à, hơi thiếu sáng tạo mà bạn lại may muốn là bay bổng bạn muốn tâm hồn phải được tự do bạn muốn là không phụ thuộc ai nhưng mà bạn thích là búng tay một cái là có năm anh bảy anh đến sẵn sàng phục vụ đúng không à cũng có những cái trường hợp như vậy Đấy, à, thế rồi thì à, cái hiện tượng người ta gọi là đúng người đúng thời điểm tức là đôi khi cái việc ngoại tình cũng không phải là do người phụ nữ mong muốn mà là tại một cái thời điểm người ta gặp khó khăn về công việc về tâm lý về tình cảm thì người ta có thể tâm sự với bạn trai anh trai mưa rồi thì uh, chi kỷ mưa rồi đủ các loại mưa gió gì đấy thì đầu tiên là hiểu nhau thấu hiểu uh, anh sẽ khóc cùng em À, rồi thì anh sẽ uh, hỗ trợ em anh sẽ bên em anh sẽ động viên em uh, cho đến khi nào uh, anh sẽ có được em đúng không hai người sẽ hòa quyện vào nhau uh, và sau đó thì uh, anh cứ xài thôi bởi vì uh, cũng có thể đó là xuất phát từ tình yêu nhưng mà kể cả tình yêu đi chăng nữa thì trong trường hợp này nếu mà khi bạn đã có bạn trai chồng À, thì đó cũng là sự ngoại tình Đấy, và như tôi nói là phụ nữ khi ngoại tình thì chuyện rất tệ bởi vì đàn ông ngoại tình thì có thể về nhà nhưng phụ nữ ngoại tình thì thường là lạc lối thì đây là những cái lý do khiến phụ nữ ngoại tình